Ca sĩ Chi Dương vừa có những chia sẻ về hành trình 10 năm ca hát cũng như tiết lộ chuyện tình cảm hiện tại của mình. Chia sẻ với chúng tôi về hành trình 10 năm ca hát, Chi Dương cho biết kể từ lúc hoạt động trong vai trò ca sĩ, anh gặt hái được nhiều thành công, có được những giây phút thăng hoa với nghề, nhưng cũng có lúc trầm lắng. Song đối với anh, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Chúng ta phải đối mặt với một trận đại dịch lớn kéo dài. Không chỉ tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng như mọi người ai cũng bị như vậy, đó là tình hình chung. Theo nam ca sĩ, vì dịch bệnh nên thời gian qua, anh không hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Khi mọi thứ dừng ổn định, anh trở lại với công việc và cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn. Nói về việc tên tuổi chưa thực sự được chú ý, chị Dương thừa nhận đôi lúc anh thấy buồn, xong sau đó đã nhìn nhận lại bản thân của mình. Tôi thấy mình đã nỗ lực nhiều, nhưng gần đây có những ca sĩ khác cho ra mắt các dự án hợp với khán giả nhiều hơn. Trước đây tôi hướng mình theo dòng nhạc thị trường, nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi phong cách âm nhạc, muốn mang lại nhiều màu sắc hơn nói về kế hoạch lập gia đình, chị Dương cho biết anh chưa nghĩ tới. tới bây giờ chưa có bạn gái thì làm sao nghĩ đến chuyện xây dựng tổ ấm? Đôi khi mình cũng có suy nghĩ nhưng duyên chưa đến thì mình phải chờ đợi thôi. duyên đến thì mình nhận. mình phải xem có hợp hay không, có chín muồi để lập gia đình hay chưa. Chị Dương thừa nhận anh đặt tiêu chuẩn cao về mẫu bạn gái lý tưởng. song quan niệm chuyện tình cảm là điều khó nói. đôi khi trong cuộc sống sẽ không như mình mong đợi. một người hoàn hảo quá nhiều khi lại không có trong cuộc đời mình thấy người nào đó có ưu điểm mà mình thích thì sẽ học cách chấp nhận khuyết điểm của họ tôi cũng có ưu điểm khuyết điểm nên khi đến với tôi họ yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của tôi